Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ chống lưng Việt Nam vẫn rụt rè với Trung Quốc. Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6 tháng 4 năm 2020 phát đi thông báo bày tỏ quan ngại về vụ Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì ngày 9 tháng 4 ngay sau đó Bộ Quốc phòng của Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Và đây là một động thái gần như dồn dập về phía Mỹ đã liên tục ủng hộ Việt Nam. Nhưng trong khi đó, các nước xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam như Lào, Campuchia và nhiều nước khác đã im lặng. Và trong thông báo được đăng tải trên trang web chính thức vào ngày 9 tháng 4 của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi rằng đặc biệt quan ngại về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm và đâm chìm tàu cá của Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Thông cáo đã đăng rất rõ và đanh thép về vấn đề này đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp hình thông cáo trên trang web chính thức của Lầu Năm Góc lên án vụ Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thông cáo nêu rõ hành vi của Trung Quốc đi ngược lại với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tự do. Trong đó, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được đảm bảo chủ quyền của mình không bị cưỡng ép và có thể theo đuổi phát triển kinh tế phù hợp với quy tắc và thông lệ quốc tế đã được thừa nhận. Thông cáo đã viết như vậy. Và cũng theo thông cáo thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của các đồng minh và các đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế ở toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo cũng nhấn mạnh như sau: đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vì điều đó tạo điều kiện cho phép chúng ta giải quyết các mối đe dọa chung này theo cách minh bạch, tập trung và hiệu quả. Thì phải nói rằng những cái thông báo của Mỹ liên tục đưa ra đã làm cho phía Việt Nam dường như có một người gần như đồng minh của Mỹ, nhưng hiện nay thì chính quyền tại Hà Nội vẫn khá rụt rè với Trung Quốc. Và Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hành động để có thể gây bất ổn cho khu vực, làm sao nhãng các nỗ lực toàn cầu đối phó với đại dịch, hoặc gây rủi ro không cần thiết dẫn tới tổn thất về người và tài sản. Hết trích. Bên cạnh đó, giới quan sát đánh giá đây là một tuyên bố nặng ký của chính phủ Hoa Kỳ trước việc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cố tình lao vào và đâm chìm một tàu cá của Việt Nam chở theo 8 ngư dân tại quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông hồi tuần trước. Và đây là hết sức nguy hiểm. Ngoài việc Trung Quốc phá hoại tài sản của công dân Việt Nam thì họ cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của 8 người đến trên chiếc tàu này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, một nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực, đã nói như sau: tôi hiểu rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn cả tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao toàn quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cư xử ở châu Á, Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ cũng cho rằng chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã thể hiện thái độ phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện quan điểm của chính sách tự do hàng hải trên Biển Đông và sẽ theo đuổi thực hiện trong mọi tình huống. Đây là những thông tin mà có lẽ rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước ủng hộ cho chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đặc biệt sự lên án của Hoa Kỳ dành cho Trung Quốc. Và ngoài ra, sự nhất quán giữa lời nói và việc làm của chính quyền Mỹ sẽ tăng thêm niềm tin cho các nước chịu ảnh hưởng từ sự xâm lấn, đe dọa của Trung Quốc và tăng uy tín của chính phủ Mỹ trong bối cảnh nước Mỹ và châu Âu đang rất khó khăn trước tác động kép nặng nề về đại dịch suy thoái kinh tế. Tức là một lúc thế giới và Mỹ đều phải chịu đại dịch cúm Vũ Hán làm chết rất nhiều người, nhưng nền kinh tế của họ đồng thời cũng gặp rất nhiều khó khăn vì tất cả đình trệ lại. Đấy là khủng hoảng kép. Và các hành động vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác và hết sức ngang ngược của Trung Quốc trong bối cảnh cả thế giới đang vật lộn đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ quốc gia này cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục quấy phá trên Biển Đông và họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả đâm phá các tàu của Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp ở màn hình video ngư dân Quảng Ngãi kể chuyện bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Trong chương trình bình luận và phân tích của đài BBC vào hôm 9 tháng 4 vừa qua về Biển Đông và quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc,
Cả hai khách mời là tiến sĩ Trần Công Trục và nguyên trưởng ban, ông nguyên là trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, và phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hợp các hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, viết tắt là VUSTA, đều cho rằng Biển Đông trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng và phức tạp. Và rõ ràng, những người ngư dân đi đánh cá, ngay cả quân đội nhân dân Việt Nam ở đây cũng phải đề phòng hết sức bất cứ lúc nào là Trung Quốc cũng có thể gây hấn. Và tiến sĩ Trần Công Trục nhận định, bởi vì Trung Quốc đang trong quá trình họ tiến xuống Việt Nam, họ thường lợi dụng các điều kiện về an ninh, chính trị, quốc phòng, khu vực, quốc tế để họ thực hiện âm mưu của họ. Và thời điểm hiện nay cũng là một trong những dịp để Trung Quốc có thể làm. Và nhớ lại, Trung Quốc trước đây năm 1988 đã bất ngờ tấn công Việt Nam và giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tại Gạc Ma để cướp đảo. Đây cũng là có vấn đề. Và xong, ông nói thêm, tôi nghĩ rằng một lúc này họ có không thể làm mạnh được, bởi vì toàn thể nhân loại đang tập trung vào công việc này, không thể làm ngơ, bởi vì chính sách ngoại giao của Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch này để họ tô vẽ hình ảnh của họ bằng những hình thức, ví dụ như họ viện trợ khẩu trang cho một số nước, nhưng cuối cùng cũng nhiều nơi bị trả lại vì chất lượng kém. Nhưng sau cuộc đại dịch này, nhà bình luận này cho biết rằng thế giới đang lao đao với nền kinh tế của mình đã sa sút sau khi viêm phổi Vũ Hán, thì Trung Quốc có thể có những bước tiến nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để họ thực hiện cho được ý muốn, động cơ, chiến lược của họ là độc chiếm Biển Đông, và họ muốn thông qua cái này để vươn lên, tranh giành địa vị siêu cường quốc tế. Và rõ ràng Trung Quốc đã liên tục quân sự hóa các quần đảo mà họ chiếm được ở Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa, và điều đó dẫn đến cái tác hại rất nguy hiểm trong thời gian tới. Và Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao dự báo tiếp nhiều khả năng Trung Quốc sẽ manh động nhiều hơn nữa ở phía Biển Đông, và Việt Nam hãy chuẩn bị. Ông nói tiếp, đưa giàn khoan, đưa tàu nghiên cứu xuống Trường Sa, đưa dân quân biển nhiều hơn nữa xuống Trường Sa, và không loại trừ khả năng là Trung Quốc sẽ dùng dân quân biển để phong tỏa những bãi đá, đảo mà các chiến sĩ của Việt Nam đang đóng quân ở trên đó. Mà những cái đảo này thì đảo nổi rất nhỏ, có những cái nhà giàn rất bé, thì số lượng người ở rất ít, và nếu bao vây thì cũng rất khó khăn. Và tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng cho biết, ông là nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng có lời quan điểm như trên. Bà nói, tôi nghĩ rằng tình hình sẽ xấu đi và sẽ căng lên, Trung Quốc sẽ có những hành động manh động hơn. Thì như vậy là những cái giải pháp mà Việt Nam chuẩn bị để tiếp nhận cái việc mà manh động của Trung Quốc phải sẵn sàng. Và trước diễn biến trên thế giới, có nhiều cơ sở để cảnh giác với Trung Quốc hơn trong thời gian tới. Đây là hình ảnh một cuộc họp nhóm 4 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Một nguồn tin cho hay, trong tuần tới, theo dự kiến, sẽ diễn ra một cuộc họp nhóm 4 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, được biết đến là Quad, trong đó có thể có những bàn thảo về an ninh khu vực và các trao đổi nhận thức thông tin giữa các bên liên quan. Nhà nghiên cứu không muốn tiết lộ danh tính, nêu lên ý kiến từ một viện nghiên cứu chiến lược ở khu vực như sau. Họ đã quyết định không mời Bắc Kinh dự thính. Tức là Bắc Kinh thì trước đến nay là một nước lớn thì thường vẫn được mời, nhưng bây giờ họ không mời nữa. Và Bắc Kinh với đại dịch từ Vũ Hán dường như đã hình thành xong quan điểm của phương Tây, trước hết là Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, rằng Bắc Kinh là kẻ thù chứ không còn là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ nữa. Thì đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái nhận thức của các nước phương Tây, của nước dân chủ và tự do, và coi Trung Quốc là một kẻ thù. Và như vậy là Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới sẽ gặp với những khó khăn rất lớn, mà trong đó kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam nếu tiếp tục tiếp tay với Trung Quốc. Vì thế họ không mời Trung Quốc, và Quad đang có cái quyết định rằng Bắc Kinh có thể sẽ tấn công Đài Loan và Trường Sa trong thời gian tới. Đây là thông tin được đưa ra. Và Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao cũng nhận định chính phủ Đài Loan hiện nay đang rất cảnh giác với Trung Quốc. Cũng tương tự như vậy là Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đang rất cảnh giác với Trung Quốc. Thì qua cái việc vừa rồi, tàu sân bay Mỹ vào thăm Việt Nam, và sau đó khi vừa rời Việt Nam thì lập tức đã bị nhiễm rất nhiều những người thủy thủ ở đây bị viêm phổi Vũ Hán. Và đây là một câu hỏi đặt ra, liệu có phải tình báo Trung Quốc gây ra hay không? Và do đó Việt Nam, quốc gia có lợi ích hợp pháp trên Biển Đông, luôn phải đề cao cảnh giác, không được lơi là. Và đặc biệt là ngay trong bộ máy của Việt Nam thì như tướng Trương Giang Long cũng đã nói rằng là có rất nhiều trăm nọ và trăm kia là tình báo Trung Quốc trà trộn. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã chính thức tiếp nhận chiếc búa tượng trưng cho chức danh của Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan trong buổi lễ chuyển giao được tổ chức vào tối ngày 4 tháng 11 năm 2019, sau lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan. Và Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ đã đánh giá rằng chính phủ Việt Nam cũng đã có những động thái
theo tôi là tích cực và nên chuẩn bị giải pháp pháp lý cao hơn, kiện chính phủ Trung Quốc ra tòa quốc tế như án lệ khi Philippines thắng kiện trước Trung Quốc gần đây, tức là năm 2016 thì họ đã chiến thắng, và sau đó thì Việt Nam và các nước trên thế giới cũng đã cùng chúc mừng Philippines vì việc đó. Ông đề xuất thêm như sau: ngoài ra theo tôi, Việt Nam nên tận dụng vị thế của mình ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hiệp hội ASEAN để bày tỏ ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực về những động thái bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia và trong khối ASEAN. Và Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao cho rằng Việt Nam đang làm tốt việc chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng cũng không nên lơi là với tình hình biển đảo ở Biển Đông, vì rất có thể trong cái lúc Việt Nam đang bối rối và rất nhiều cái việc trong nước thì Trung Quốc có thể bất kỳ lúc nào tấn công và chiếm giữ những cái đảo mà họ rất thèm muốn từ trước đến nay. Ông phát biểu thêm như sau: một mặt chính phủ Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt câu chuyện phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì không thể bỏ qua hoặc là không thể lơi là những chuyện chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Xấu nhất là sao? Xấu nhất tức là chiến tranh. Trước đó những hành động tham lam và có thể nói là rất manh động của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là Trường Sa, vì dù sao Trung Quốc cũng đã tuyên bố toàn bộ cái đường 9 đoạn là đường lưỡi bò ôm toàn bộ khu vực Trường Sa và cũng như khung đặc quyền kinh tế của Việt Nam rồi. Thì cho nên chỉ một sớm một chiều thôi, lúc nào họ sẽ làm, lúc nào họ sẽ chiếm, đấy là việc mà cần phải đặt ra và chuẩn bị. Và việc làm của Trung Quốc không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn đi ngược lại những giá trị tốt đẹp của nhân loại. Một tín hiệu đáng mừng đang xuất hiện trong lòng đất nước Trung Quốc là nhân dân tiến bộ Trung Quốc đang và sẽ có những tiếng nói nhất định trước những việc làm sai trái của chính quyền của Đảng Cộng sản cầm quyền ở đây. Và cụ thể nhất các bạn cũng đã chứng kiến những cái người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu là nói thẳng về vấn đề Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã có những cái độc đoán quá mức. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc đang uy hiếp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi được ngư dân chụp lại vào hôm xảy ra sự việc là mùng 2 tháng 4 năm 2020. Tiến sĩ Nguyễn Thí Hằng nêu quan điểm tiếp như sau: tuy nhiên, điều quan trọng là những điều mà Trung Quốc đang xây dựng, tức là những công pháp, chiến pháp được xây dựng dựa trên sự giả dối hay là trên sự ép buộc hoặc trên sử dụng vũ lực, thì những cái đó đi ngược lại với văn minh hay là văn hóa tiến bộ của nhân loại, hay thậm chí đi ngược lại với chính quyền và chính thống của nhân dân tiến bộ ở Trung Quốc. Và chuyên gia này cũng nghĩ rằng là người dân Trung Quốc sẽ ủng hộ. Tức là nếu những việc làm trái với đạo lý thì Trung Quốc cũng sẽ rất mà mất uy tín và không nhận được sự ủng hộ ngay cả trong nội bộ của đất nước, tức là nhân dân của họ. Và cái việc này thì càng ngày càng có những cái động thái và có tín hiệu đã phát ra. Và chuyên gia cho biết thêm hiện nay cũng đang có những xu thế như thế ở Trung Quốc, tức là người dân cũng không im lặng nữa và họ yêu cầu công lý. Cũng chia sẻ tiếp, chuyên gia nói tiếp, họ cũng không đồng ý với những sự áp đặt hay những câu chuyện chính trị lại đè nén các tiếng nói của khoa học hay là tiếng nói của các học giả hay của những người yêu nước. Và vừa rồi các bạn cũng đã chứng kiến việc người bác sĩ của Trung Quốc họ lên tiếng về cái vấn đề là phát hiện ra cúm Vũ Hán, nhưng cuối cùng ông ta đã bị bịt miệng. Và hiện nay nhiều người dân Trung Quốc đang có xu thế là đối thoại lại những xu hướng và tôi nghĩ là rất tiến bộ. Chuyên gia nói tiếp. Và những hành động vừa qua như cải tạo đảo chìm, xây trạm quan sát, quân sự hóa và đặc biệt là việc Trung Quốc cố tình lao vào đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông vào hôm 2 tháng 4 vừa qua là không thể chấp nhận được và đáng bị lên án. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối. Thì đây là hết cái hình thức hết sức là mạnh mà phía Trung Quốc đã phải tiếp nhận và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc và không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Nhưng mà ngay sau đó thì Trung Quốc đã lập tức là cãi ngay và họ nói rằng là tàu cá gỗ của Việt Nam tự lao vào mũi tàu sắt của Trung Quốc chứ họ không có đâm và chìm. Đấy, thì đây là cái điều mà hiện nay là Trung Quốc vẫn rất ngoan cố. Và Bộ Ngoại giao Mỹ nói, và vừa mới đây nói là Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phản đối hành vi vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc, tức là cả hai cái bộ rất quan trọng này của Mỹ đã phản đối rồi. Và tuyên bố đầy cái sức nặng của chính phủ Mỹ cùng cái sự đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân Việt Nam trong và ngoài nước, thì liệu có đủ để khuyến khích nhà cầm quyền Việt Nam thêm dũng khí đưa ra những hành động thiết thực hơn nữa để ngăn chặn tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở trên Biển Đông hay không, là một câu hỏi đang được đặt ra và cần Bộ Chính trị và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời.
và chúng ta hãy tiếp tục quan sát các động thái của những vị này cùng với các ủy viên Trung ương và Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.